Lý Liên Anh che giấu bí mật động trời về Từ Hy Thái Hậu. Hóa ra Từ Hy Thái Hậu không chỉ sinh một đứa con trước đó, mà còn từng mang thai ở tuổi 46. Nhưng đứa bé này từ đâu mà có? Câu hỏi vẫn là một ẩn số. Thời điểm đó, một thái y không hiểu nguyên tắc sâu xa đằng sau chuyện động trời này nên đã tiết lộ phong phanh. Song thái y nhỏ nhoi làm sao chống chọi lại một Từ Hy Thái Hậu quyền cao chức trọng. Thế là vị thái y ngốc nghếch này đã bị bắt và âm thầm xử tử. Thái y khác đương nhiên thông minh hơn, sau khi bắt mạch và phát hiện ánh mắt Từ Hy Thái Hậu đang nhìn mình đầy thâm thúy. Sau đó liền nhét vào tay thái giám Lý Liên Anh gói thuốc để khiến thai nhi không còn nữa. Sau khi Từ Hy Thái Hậu âm thầm bỏ đi đứa bé trong bụng, chuyện này cứ như vậy trôi qua.